tham quan kiến trúc trong doanh trại. Doanh trại bé tí như vậy mà tham quan kiến trúc cái gì? Trong lúc mà mình đi thám hiểm ở khắp đây đó, trên thế giới này, mình đã đi đến cái khu vực mà gọi là phía đông. Cái khu vực này này mình không biết là này là hướng gì nữa, nhưng mà ở đây là cái cảng Liyue gì đó. Cái chỗ này là có những cái tòa thành kiến trúc Trung Quốc rất là đẹp này. Rồi mình thám hiểm núi Tuyết, mình thám hiểm hết cái phần còn lại của bên kia luôn. Nói chung bên đây có rất là nhiều núi và mình không tìm thấy một con nào giống Paimon hết. Vậy là tức là Paimon cũng là trường hợp rất là đặc biệt ở trong cái thế giới này. Mình đã đặc biệt rồi còn cộng thêm Paimon nữa. Quan sát các bạn, trông có vẻ là bàn làm việc dùng trong thuật giả kim. Phía trên bày chí một số lọ thuốc và dụng cụ đồ dùng. Arubedo dùng những thứ này để nghiên cứu thế giới sao? Đụng nhẹ một chút chắc không sao nhỉ? Ai, mà đã tham quan được một cái rồi. Bức tranh thì chắc không cần phải tham quan được nữa. Ở đây xem, bản ghi chép. Bản ghi chép với các báo cáo thí nghiệm, trên đó dán một số nội dung khó hiểu, nhưng ít ra có thể biết được việc thí nghiệm đã có tiến triển. Rồi, hai. Chắc là kệ thuốc nữa thôi. Ủa không phải à? Bên đây. Ồ, ở đây cũng có bàn giả kim thuật cơ. Quan sát kệ sách. Chiếc kệ chồng chất rất nhiều sách và lọ thuốc. Xem ra những người sử dụng có thói quen vừa xem sách vừa nghiên cứu thuốc. À đúng vậy. Để xem coi mình có ghép được cái gì không. Mình có thể ghép con ếch với lại cái cục này để ra cái lọ gì đó. Ồ, khi tạo ra thuốc tỷ lệ 20% hoàn trả nguyên liệu. À, kệ đi. Bây giờ thì làm tiếp nhiệm vụ nha. Nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái gì liên quan đến Barbara hết. Nhắc mới nhớ. Tadaima. Nanika kyoumi o sosorareru mono wa mitsukatta kana? Đọc xong không hiểu gì hết. Kini surukoto wa nai. Renkin jutsu no dougu bakari da shi. Nichijou seikatsu de tsukau koto wa nai kara ne. Tonikaku isoide tsugi no kenkyū ni hairou ka. Kotonaru sekai ni wa 大きな違いが存在する可能性がある。例えば、テイワットでは神の目を持つ者は元素力を使える。しかし、ただ一人のみが元素力を使える世界、もしくは誰もが元素力を使える世界が存在するかもしれない。だから、元素の他に君はこの世界にない特殊な力を持ってはいないかな？ それとも前みたいに実験で検証する必要があるかい? Lại phải đánh sơ lam hả? Uống thuốc đỡ hơn. いやいや、今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。 Xin lỗi tôi không làm được. Đánh gãy nó đi vai mon. おいらでもできっこないよ。すでに試したことがあるのかい? そうか。そうだ。元素力で料理したことは、調理ではなく元素力を料理に入れるんだ。それで料理が美味しくなるか気になるよ。それとも食感が変わったり増殖したり。 Mình đã từng nấu ăn ở trong game rồi, mình tìm được rất nhiều công thức mới nhưng mà mình chưa bao giờ sử dụng nguyên tố để nấu cả. Suy nghĩ của giả kim thực sự quả là độc đáo. Chắc là không phải do bạn đói phải không? Được, 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 được. <笑>他人が気づかないところに好奇心を向けると新たな発見があったりするんだ。バター魚焼きを作ってほしい。 Được công thức mới à? Ngon. レシピのことだったのか?僕は普段よくこれを食べるんだ。だから実験としても料理としても いい選択なんだよ。絶対にお腹空いてるだけだよな。でも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞ。 Được, hiểu rồi. Không quên phần của bậy đâu. Ồ, sà sư đó.
Paimon rất thích ăn. Dewa tanomu yo. Jikken kekka o tanoshimi ni shiteru. Tabe kirenai baai wa Timaios mo yonde kuru to ii. Oira ga iru kara sonna no shinpai nai se. Dou sureba gensoryoku o ryouri ni ireraru nda? Ya, Jinbo. Aitsu ga itta nenriki de ka? Toyuka, sore wo omoitsuku koto jitai sugoi to omou zo. Chị xin hay ở một chỗ là chúng ta vừa có thể đi thám hiểm và vừa tìm ra được những công thức nấu ăn mới luôn. Tại là mình đã có rất là nhiều món mới hơn so với lúc đầu rồi. Ví dụ như là bánh bao hay là hát cảo gì nè, tôm pha lê gì đây nè. Có số món mình chưa làm được bởi vì thiếu nguyên liệu. À, hết tiêu rồi. Chắc là lát phải đi mua thêm tiêu. Rồi, học công thức thôi. À, to có đủ nguyên liệu không? Ờ, chúng ta có đủ, vừa đủ luôn. Bơ của tôi. Mình chỉ có 3 cục bơ thôi. Cái này là bơ mình tìm thấy ở trên đường nha. Mình không biết là cái chỗ nào là dễ kiếm bơ nhất, nhưng mà hiện tại là mình chỉ tìm được 3 cục thôi. Trong suốt một tuần lễ qua mình thám hiểm luôn á. Nấu. Bỏ hết tất cả vào trong luôn. Để xem có nhân vật nào búp không. Ồ, nấu hang mỹ thuộc loại phong cử của ta. Được, 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 được. Rồi. Hoang mỹ, ngon. À, nhưng mà hết bơ rồi các bạn ơi. Cho nên là mình chỉ làm được một đĩa duy nhất thôi. Chỉ có thể đưa cho Arubedo ăn thôi. Rồi, đây. Lấp lánh luôn, rất là đẹp luôn á. Dạo. Ngại quá được khen có tài nấu nướng hoài các bạn ơi. Tôi đã không có tài nấu nướng hoài các bạn ơi. Ồ, cũng có thể. Rất ít người tốt với Paimon như vậy. Đúng rồi. Paimon là rất tốt kimi no shinpai o shite ta. Kitto kimi no daiji na tomodachi nan darou ne. Sou iu shinpai ga yaku ni tatsu ka dou ka wa betsu da kedo. Oi! Oira no warugochi o yuu na yo. Demo, oishii mono o gochisou shite kureta kara, yurushite yaru zo. Oira tachi no naka o urayamashigaru hitsuyou wa nai zo. Omae ni mo tomodachi ya seito tachi ga iru daro? Sou da ne. それより次の実験に移ろうか。錬金術の道具は種類が雑多だし、その保管方法は実に難しい。少し前にある ご飯を作った後は落とし物探しか。ああ、で、てんどう。もともと作り直すつもりだったから大丈夫だよ。てんどうだろうま。もし見つかったら手間が省ける。君に暗視や振動感知などの超能力があれば落とし物を見つけるなんて楽勝だろうけどね。君たちが見学した場所のどこかにあると思うんだ。じゃあやってみるか。 Những đồ vật bị mất dường như đều có sức mạnh quyên tố. À, vậy thì có thể tìm được giải à. Mình có mấy cái nhiệm vụ phụ đi tìm đồ mà mình vẫn chưa làm luôn á. Rồi, sử dụng góc nhìn quyên tố thôi. Hả? Mùsou no kaminari no funmatsu. Kore mitai da zo. Ê.
Rớt đồ ở trong đây à? Hả? Tại sao nó không tự vào trong đây lấy đi? Ở trong đây chứ đâu. Cứ tưởng là mình phải ra ngoài tìm. Ôi giời ơi. Đứa nào trong đây cũng lười hết á. ありがとう。落とし物探しも雪山で僕を探したのも幻想資格を使った。そうだね。 À là cái này cố tình gọi là đưa ra cái thử thách để mình tìm chăng? ああ、超能力みたいなもんかもな。残念ながら確かに幻想資格は珍しいけど、テイワットにある能力だよ。 聞いたことのない異世界の超能力だけ僕の研究に役立つんだ。つまり苦労が水の泡ってことだな。そう落ち込まないで。それも想定内だよ。それに落とし物を回収できたし、価値のある実験だった。落とし物に元素力があると思いついたのも賞賛に値する。さて、今までは 異世界の違いを研究してきたけど、次は君の人類としての肩書きに関する研究を始めよう。 Thân phận loài người đã sẵn sàng để theo dấu đến cùng rồi. Cái này gọi là đâm lao thì phải theo lao. 人類の個体差は知能と身体能力から調べられる。まずは身体能力から始めようか。ここからスクロースが何をしてるか 見えるかい? Sao có thể thấy được cái chỗ này rất là xa với lại cái thành nha. Deva. Heichi kara achira no gake ni jump shitara mierukai? Ok. Deva. Me no mae no yama o hakai shitara mierukai? Tôi cảm thấy đây là lần thử nghiệm siêu năng lực. Sore nara sukoshi kantan na koto kara shiyou ka. Shitsumon yori 実験の方が直感的だしね。身体能力の実験にふさわしい場所を知ってる。ついてきて。 Thể chất của mình chắc chắn là vô cùng tuyệt vời rồi, bởi vì mình đã đi thám hiểm đủ mọi chỗ mà. À, nhưng mà tính ra là chị, nếu mà trên thực tế là chỉ có một mình nhân vật chính đi thám hiểm cùng với Bayborn thôi. Mình được xài mấy nhân vật phụ này là bởi vì yếu tố của game thôi. Tức là Paimon là một cái nhân vật khá là quan trọng đối với mình các bạn ơi. Nhưng mà bình thường lúc mà mình đang đi như vậy thì mình chỉ thấy có một mình thôi, cho nên cũng không nhận ra điều đó nữa. Hồi nãy sau cuộc nói chuyện kia mới nhận ra. À, đến nơi tiếp theo thôi. Ôi, sao lạnh quá vậy? Ở đây có cái gì không? Nơi cao à. Mình phải leo lên trên đó nữa, không biết có đủ thời gian không. Lạnh quá. Đi lên. Quay 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 quay. Rồi 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 rồi. Đâu vậy? À, à bay qua. May có cái cục này. Mình nhớ là mình đã mở hết tất cả những cái cục này rồi, mà sao tự nhiên nó lại đóng lại là sao? Cái chỗ này mình chưa từng đến ta. Vẫn ở trên cao à. Sao cao thế? Thấy được con cò bay trên đó luôn rồi. Nhảy qua đây thôi. Rồi rồi rồi, rồi đứng ở đây. Thôi, nghỉ ngơi một chút xong rồi tiếp tục nha. Thể lực của mình đã tăng lên rồi. Nếu mà các bạn muốn tăng thể lực thì có thể gọi là thu thập những cái gọi là mảnh phong thần hay là nham thần gì đó để mà cúng hiến tế thì thể lực sẽ được tăng lên. Đây. Ở đỉnh luôn hả? À, tính ra mình có thể leo lên một cách rất là bình thường. Ồ, Arubedo cũng leo lên được à. Mình có cánh nhảy xuống cũng được. どうだろうね。君たちにもっといい方法があればやめるよ. Cách trả lời mơ hồ này thật khiến người ta căng thẳng. どんな方法でも構わないから.
下の湖の向こう岸にたどり着けば実験完了だよ。かかった時間と最高速度をもとに分析と比較を行う。湖の向こう岸、つまり雪山の湖を泳げってことか。え、条件を設定しないとき、人は本当に最も合理的な方法で目標を成し遂げる。雪の中の湖に耐えられないと思う人もいれば、こういう寒さが好きな人もいるからね。君たちがどんな選択をしたとしても実験の一部だし、僕にとってちゃんと価値のあるものだから。Việc này so với siêu năng lực còn nhẹ hơn nhẹ nhàng hơn nhiều, chuẩn rồi. Đeva tanomu yo. Kimi no kotae o tanoshimi ni shiteru. So da. Oira tachi ga test o shite iru aida, omae wa nani surun da? Tận tại có cái đầu bay luôn, chỉ cần bay quanh kia là được đúng không? Data no kiroku. Kiken no taiyou. Sore kara ouen da yo. Ja, moshi oira tachi ga oyoidara, omae mo oyogu no ka? いや、僕と勝負がしたいのなら話は別だけど。聞かなかったことにしてくれ。あー、番号は。これ何だい？không được à? không được thì thôi。vẫn còn nữa à?Không sao, chắc kịp. Mười mấy giây lận, không sao hết. Ê! No! Hết giờ! Hồi nãy đứng đó dây bắn cái đó. May quá. Kịp giờ. Lạnh. Lạnh quá. Rồi, ấm rồi. Nói chuyện tiếp. Otsukare-sama. Shoujiki odoroita yo.さすが噂の旅人。君のデータはモンドの平均値をはるかに上回ってる。ông này còn làm mình bất ngờ hơn bởi vì mình qua bên đó là ông đã đứng đó sẵn đợi mình rồi. でもずっとオイラたちについてきたお前も大して息切れしてないよな。ôi sao Mai Mon lại có cùng suy nghĩ với mình nữa vậy? 実は錬金術を使って少し楽をしたんだ。え？まあそれは置いておいて。もしテイワットの法則が君に影響を与えてないなら、異世界文明に対する推測をいくつかできる。逆にテイワットの法則が君に影響を与えたなら、影響がない場合の変化を推測することができる。その中に含まれた可能性は実に面白い。何度も味わう価値があるよ。しかし、お前の研究の役に立つのか？僕を困らせた問題は解決したよ。拠点に戻ったら、君たちに面白いものを見せられるはずだよ。Bạn cũng đã nghiên cứu những thứ khác tương tự như vậy sao? その話をしたら、君は様々な変わったものと同類になるけど、それでもいいかい？黄金、石化古樹、通常の8倍の太陽、本質を探求する過程は人を夢中にさせる。残念なのは、そういう夢中になれる時間が常に短いことだ。僕は僕の全てをかけても構わないけど、サンプルは限られてるからね。未知が徐々に基地になると、そういう面白さも消えていく。最後はどれも夕暮れの実やスイートフラワーのような存在になって、時間をかける価値もなくなる。ヒルチャールの絵にもあんなに違いがあったんだな。ああ、僕はあの時時間をかける価値はないと言っただろ。僕にとっても興味がなかったからね。じゃあこの実験が終わったらオイラたちもあんな風にただのラフ画になるのか？それなら心配ないよ。君たちは僕の協力者。この恩は忘れないさ。さて、拠点に戻る前に最後の項目、知能に関する実験を終わらせようか。ついてきて。向こうにある遺跡に行くよ。OK, đi thôi.
Mình dạy đố rất là nhiều cho nên mình nghĩ là chắc là trí tuệ của mình nó cũng gọi là một cái mức nào độ nào đó. Ô, lên được level 22 rồi. Là chúng ta mở được di tích mới. À, tớ đâu đây? Ở dưới đây lận à. Ta thế. Đợi tí đó, để mình kiểm tra xong đây xem là mình đã nhận được cái gì chưa. Mở bí cảnh mới. Chỉ là cái này cái nhựa thông gì đó là để mình đi bí cảnh hay sao ấy, nhưng mà mình không có đi luôn. Tại vì mình đi thám hiểm bên ngoài đây thì không cần đến cái đó. Rồi, có nghĩa là nếu mà chúng ta hết nhựa thông đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể thám hiểm rất là thoải mái các bạn ơi. Tha hồ chơi luôn. Có chỗ nào gần không ta? Chắc là chỗ này gần nhất rồi, dịch chuyển đến đây thôi. Xong rồi chúng ta sẽ bay xuống dưới. Đây. Ở đây có bão tuyết. Nếu mình nhớ không lầm thì ở đây đó sẽ có một cái con Hiruja King gì đó. Bắt tiền thôi. Bắt mấy con tiền. À đúng thật, nó ở đây nè. Nó đây nhưng mà con này đụng đến nó rất là khó. Bởi vì chỗ này lạnh lắm. Chỗ này lạnh và hình như là không có lửa hay gì nữa. Rất là phiền phức. Thôi kệ đi. Ừ? Cái chỗ này, chỗ này mình ta đến chưa ta, sao nhìn nó quen quen vậy? À chưa. Quay, bên kia có một cái gì. À, đúng rồi, bên kia có một cái gọi là nhựa cây. À nhưng mà lạnh rồi, tí lấy nhựa cây cái đã. Thôi không kịp vậy, đáp xuống luôn. Đáp như vậy thỉnh thoảng sẽ bị bứt máu. Rồi, mã não đỏ thẫm này là cũng giống như nhựa cây vậy. Cho nên mình gọi nó là nhựa cây. Ừ đúng rồi. Trong lúc mình hành trình ở cái hòn đảo tuyết này nè, cái ngọn núi tuyết thì có rất là nhiều câu đố. À, đáng tiếc là mình không chịu quay lại. Nếu mà mình quay lại thì nó sẽ có, mình sẽ làm được một cái video tổng hợp khá là hay. À, đáng tiếc quá. Mình, tại vì cái ổ đĩa của mình nó hết rồi, nếu mình quay cái đoạn dài quá thì nó không đủ chỗ nữa. Tự động thôi. Thân thể năng lực test と同じで、僕は実験を通して君の知能指数を観察したい。Không thành vấn đề. Cách nói này có hơi lạ lạ không? この遺跡を探索した後、君が得られた答えを僕に教えてくれるかい？この遺跡の両側にはそれぞれ謎があり。それをクリアすると中央の装置が起動できるはずだ。身体能力テストの時と同じ方法の制限はない。君のしたことすべてが僕の観察したい内容だからね。việc này quá quen thuộc rồi. さすがベテランの冒険者だ。さて、あとは君次第だ。どちらを先に選ぶかも君が決めるといい。Ok. Đây chính là cái Xem nào. Hai câu đố của chúng ta ở đây hả? Cái xem lễ là Yukiyama では よく見られる. どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ. Rồi, tạm thời trước hết là mình sẽ đi thu cái con kia về đi. Khoan, những này không được rồi. Mình phải ăn cái này vào thôi. Đã cất công làm rồi thì phải ăn chứ không có tiết kiệm item nữa. Ủa? Sao vậy? Không lên được à? Mất công ghê. Bên kia chắc cũng vậy, sẽ không lên được. À, đừng có xuống nước. Không biết cái cục này có giúp cho mình leo lên được hay không nữa. Tạm thời mình sẽ chạy vào trong kia nhé. Nhanh lên trước khi bị đóng băng. Ôi 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 ôi. Rồi. Hay quá. Tại sao cái cục này lại không leo lên được nhờ?
thấy cái chỗ này rõ ràng là leo được bình thường mới gì đâu. Leo lên được mà. Ôi xoài, đâu có dướng gì đâu trời, kỳ vậy. Chắc là nếu mà đứng ở trên đây bay qua thì được. Ừ, chắc vậy rồi. Làm ơn đấy. Quay. Đúng rồi, cố lên. Theo một chút nữa thôi. Ừ. Được rồi các bạn ơi. Đã là vậy. Ấy, sao tự nhiên lại xoay một vòng. Gặp cái con này nó lại gọi là mè nheo, nó đứng lại chỗ đó nữa chứ. Bỏ nha. Ghê. Tự nhiên có cái con này nữa. Tử đi. Mình cực kỳ ghét cái con đó. Rồi, tiếp nào, nhanh lên. Nhanh lên đi bạn ơi. Này là con tinh linh lửa, mình sẽ đi theo nó để nó dắt đường cho mình. Không, thật ra mình dẫn đường cho nó về cái chỗ này này. Đây là nhà của nó. Ồ, cái con này, tại sao mày lại... Chỗ này leo lên được không? Chỗ này mình nhìn thấy giống cái chỗ nãy, sợ là không leo lên được thôi. À vâng, leo lên đi nhá. À, leo lên được. Đấy, tự nhiên leo lên được, chắc là ở dưới nước nó không leo lên được hay sao ấy. Trời, nó lại bài cho mình thêm việc nữa. Rõ đáng ghét. Rồi, xong. Thay đổi nhân vật liên tục là để mà gọi là kiểu tạo ra những cái hiệu ứng nguyên tố, là cái cách mà để chúng ta có thể chơi được game này. Ừ, cái hồ nước đó không biết có liên quan gì không. À, rồi, phải kích hoạt luôn con này. Được chưa, được chưa, được chưa. Cái này Nghe cái cách mà ổng nói giống như là đã biết trước sẽ có gì xảy ra vậy. Thử xem. À, rút nước xuống à. Oya? Suyi ga kyū ni sagatta ne. Kore de mizu no naka no mono wo jikkuri to shiraberareru hazu da. Ồ, itte miyō. Những cái ký tự đây. Mình đang cần tìm những cái ký tự này này. Hình vẽ kỳ lạ. Có cảm giác ta thấy ở đâu rồi. これはもう文字だよ。定位は答え力の8個値にあるけど、未だ謎に包まれてる。あ、わんわんわん、待ってよ。これはもう文字だよ。定位は答え力の8個値にあるけど、未だ謎に包まれてる。あ、また分からないものが増えたな。こんな変わったテストや実験で一体どんなことが分かるっていうんだ。結果を得るにはそれ相応の代価が必要ってことか。 今回かなりの収穫があった。それに比べてビビタル代価を支払うなど大したことではないさ。僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。Game này có dựng bao nhiêu tiền cũng vui. Để mà cường hóa trang bị và nâng cấp rất là nhiều vàng. Xem ra trí tuệ của tôi chẳng có vấn đề gì. うん。他に用がなければ、オイラたちも拠点に戻るか。オッケー。そう焦らないで。え？まだ危険は排除されてないのよ。お、お前、まだ雪山にいたのか。もちろん。君たちとアルベドがしてきたことは全て見せてもらったわ。え、よい、全部暴露は、なんて。 彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか。
xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy có ý đồ gì khác sao? Cũng có thể đó là thuốc độc, đúng rồi. Cái này là mình hoàn toàn không biết gì hết nhé. Mình chỉ muốn làm theo nhiệm vụ thôi. Đúng rồi, giống như là mình bị tẩy não vậy. Tôi chỉ hỗ trợ việc nghiên cứu của anh ấy thôi. Tôi không nghĩ rằng anh ấy là người xấu. À, chọn cái câu 2 đi, nó sẽ hợp lý hơn. あいつ今まで錬金術を使ってないし。彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないものよ。とにかく その脅威をモンドに戻すことはできないわ。 何するつもりだ? Bạn đến để xác nhận, đương nhiên sẽ có cách xác nhận. 案外冴えてるわね。君たちが触れてきたものに危険がないと分かれば、危険性はないと判断できる。他のものはすでに調べたわ。唯一確認してないのは、その不問よ。この不問。 Mấy cái dấu là của mình nha, đừng có ai mà đụng tới nha. Mấy cái dấu này để mở cái chỗ kia lấy kho báo ấy.ただの不問だわ。でも一応念のため、この不問の言葉を移しておこうかしら。うん。定期的な見回りも必要ね。いいでしょう。君たちに危険性はないと判断する。これで万事問題なし。 君たちのせいで残業することになったら損だものね。残業?最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベトのことを何でも信じないこと。え?考えなしに行動しないように。Đừng quá tin à. Nói vậy thì mình cũng không biết phải làm sao. モンドじゃ彼女みたいな人珍しいよな。 Có lẽ không có cảm giác an toàn đấy. Có lẽ hơi dễ cảm thôi. À, bây giờ về doanh trại đúng không? Trước khi bây giờ doanh trại thì mình sẽ đến cái chỗ này để kiểm tra lại xem coi nó có tăng cái gì không. Hồi phục được 5 máu. Bị gì thế? Bình tĩnh không? Và sẽ vào trong đây để kiểm tra đây cái chỗ mà để mình thu thập mấy cái ký tự này. Đây 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 đây. Ơ à, tôi chỉ còn một cái ký tự cuối cùng nữa là xong rồi các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là nó sẽ nằm ở trong cái hang đom đóm thôi.